ổng ghiền nghiện không biết đâu. Bữa nào hỏi nói chuyện. Chào bạn giờ là sáng sớm. Cảnh nói chung mình thích ra ngoài trước ngắm cảnh rồi không khí cũng mát mẻ trong lành, nên quay lại cho các bạn xem cái cảnh mà trước nhà mình đây. Trước có mấy cái ao sen nè, hàng cây xanh mướt, mới mưa xong qua nên nay nói chung là nhìn cảnh rất là đẹp, mát mẻ trong lành, khí hậu ở đây cực kỳ dễ chịu các bạn, ít khi nào trời oi bức. Như ở đây là cũng là trung tâm thành phố nè, mình cái vùng đất này là thuộc quận Bình Thạnh của thành phố Hồ Chí Minh á, mà vẫn còn được cái khung cảnh đồng quê. Nhà mình thì biệt lập đó, nhà mình phía trong kia, phía trong đó là nhà, cái khu nhà của mình. Mấy cái chòi lá này thì để mình cất để cho khách tới ăn uống rồi nhậu nhẹt rồi đó. Rộng mênh mông nha bạn, vẫn còn đồng ruộng nhiều lắm, nhưng mà hồi xưa ở đây vẫn còn làm lúa, trồng lúa rồi trồng sen, nhưng bây giờ người ta bỏ hoang hết, nguyên cái khu bên đây là bỏ hoang hết, chỉ còn một số cái ruộng phía xa xa đằng kia là người ta còn làm lúa thôi, còn xung quanh đây là người ta bỏ hoang hết. Cái ao trước nhà mình còn trồng sen nè, cái ao này hái cũng được có nhiều á, là khoảng cả mười mười mấy ký xe cái ngó sen á, bình thường vậy thì cũng được 4-5 ký ngó ngó sen rồi mới hái lên là tuyệt vời, để bóp gỏi cũng ngon, hay là ăn sống cũng được, hay là bỏ vô lẩu nấu canh chua thơm đồ là tuyệt vời, nấu gà lá giang mình ăn bỏ vô ăn chung đó, ngon lắm. Cái sen nó trắng là một, với nó không có bị, tại khi mà bán ra chợ người ta sẽ ngâm qua một cái, mình thấy ở đây hay ngâm phèn chua hoặc là ít thuốc tẩy á, thì nhìn sen rất là trắng nhưng mà không có ngon, nó không giòn được. Còn khi mình mới hái lên từ cái ao này lên nè, mình rửa sơ rồi mình bỏ chút tắc á, nó tắc hoặc chanh nó mình nặn vô, mình ngâm với nước chừng chút xíu rồi mình cho nó không có nhựa, nó không ra, thì sau đó mình cứ quấn giấy báo mình bỏ vô tủ mát, mình xài được 2-3 ngày mà rất là giòn, khi nào ăn cũng rất là giòn mà ngon nữa. Không, cái ao này cực kỳ nhiều rô phi nha các bạn, rất rất nhiều rô phi luôn. Tại nói chung là rảnh rảnh anh em mình cứ ra đây nè, ngay cái chỗ trống trống này là mình bỏ bớt sen, mình cắt bớt sen đi á, để khi mà rảnh là cứ ra đây chài, mỗi lần chài cũng được mười mấy con rô phi á, 2, 3, 4 ngón tay, thì cứ mỗi lần chài là đủ một bữa ăn rồi. Đấy, thì ở đây mình như mình nói là ở đây nè, từ cái ao cá trê anh hai mình nuôi thì qua đây nó có một cái hang mộ nhỏ thôi, nước bên đây nước nước nó từ bên đây nó cao hơn nên nó hơi nó chảy qua đây nè. Cái ao cá trê á, thì nó khi mình cho ăn á, là nó cái thức ăn cá trê thường những thức ăn có mùi tanh như lòng gà rồi đầu cá rồi cám rồi mình xay chung lại á, thì cái nước từ ao ra cái ao bên đây thì nó sẽ có cái mùi mùi của thức ăn, mùi tanh của mồi á, thì cá nó rất thích lại đây, nó tụ tập. Khi mình ra đây á, thì nó động nó chạy ra ngoài kia, nhưng mà nếu bình thường nó đó các bạn thấy cá sặc nè, cá sặc rô phi lại đây nó đánh móng rất là nhiều. Có bữa mình ra đây mình câu, mình ngồi chừng tiếng mấy đồng hồ mà câu gần 2 ký rô phi á, rô phi nó ăn, nó có ngày có khi nó ăn có khi nó không ăn, nhất là sau cơn mưa vậy nè nó hay ăn mồi nè, rảnh thì ra câu, không rảnh cứ thải cái chài rồi vô bắt. Còn nếu xuyên xuyên nữa thì cứ lội ra giữa ao này nè, cứ lấy lưới bén giăng từ một đoạn từ bên kia qua bên đây chẳng hạn, rồi xong lấy cây mình đập hoặc là mình lấy máy chích điện mình lùa lùa thì tự động nó chạy ra dưới, chỉ có giăng lưới bén thì hiệu quả nhiều, nhưng mà chỉ cực đó là lưới bén thì phải gỡ gỡ hơi lâu. À, cái ở đây nè, như mấy bạn thấy cái trắng trắng đó, đó là miếng miếng gà gà công nghiệp á, tại gà công nghiệp mà cái loại gà mà chết phế phẩm dục đi á,
anh mình mới lấy xay mồi cho cá trê ăn, cho cá trê bên cạnh ăn. Thì mình mới lấy mấy con gà để mình vô mình nấu cho chó mình ăn, mấy con chó mình ăn, ngày nào cũng lấy ba bốn con gì đó vô nấu cho chó ăn. Dư xong cái phần chó nó không ăn nó bỏ đó, thì mình đổ xuống đây nè, mình làm thức ăn cho cá luôn. Cá nó rất thích lại đây, nó cá rô rồi. Ngày hôm qua tại tối nên mình không có quay lại cho bạn xem, chứ tối hôm qua là ngay chỗ chỗ này nè, mình thải mồi xuống đó, cái mới khoảng 5 giờ sáng thì chơi trời còn chập choạng, nó không thấy mình, thì mình thấy một bầy cá rô nó lại đây nó ăn. Thì mình lấy máy chích điện ra mình chích một cái đó, là mình bắt lên được khoảng 1 ký 1,5 ký cá rô á, cá rô đồng mình đó nha. Cá rô phi nó khi cá rô đồng ăn thì mình không thấy cá rô phi nào dám bén mảng lại á. Khoảng được 1,5 ký cá rô đồng. Bà xã mình rất thích cá rô đồng. Còn mình thì mình chỉ thích cá rô phi thôi, cá nào mà ít ít xương. Sáng ra đây thì cứ thì mình đi vòng vòng chạy bộ, chạy bộ thì cứ chạy theo mấy cái đường ao, bờ ao nè đó, này bờ ao mình vòng ra xa hồi kia sau nhà anh Phước luôn, cái khu nhà anh Phước thì anh mình cất đi cho anh Phước anh ở, anh phụ giúp xây mồi rồi với trong chừng ao luôn đó, ao nuôi ra xa xa hồi kia con vẫn còn ao nuôi nhớ bạn dẫn đi đó. Cái hướng hướng mình chỉ đó có mấy cái cột trắng trắng là cột mấy cột trắng trắng này nữa là cột điện để anh em thắp sáng đèn đó, nguyên cái khu đó dài bên đây dài ra phía sau đầu rạch kia luôn, cái đầu rạch là mình cũng hay ra ngoài đó câu cá trê. Đi thẳng qua bên đó xa ra ngoài kia nữa, ngoài kia nuôi cũng 4-5 ao lớn ngoài cái hướng ngoài đó nữa. Đây nói chung là nên cái khu từ phía ngoài kia cái nhà trắng trắng đó mới là cái đường cái hẻm vô từ vô làng vô cái khu Bình Quế vô khu gọi là cái xóm, vô trong xóm của mình. Đây mình ở khu giữa nha, ở bên đây là phía đó xóm xóm cầu chùa, rồi trong đây là xóm đình, xuống xa dưới kia xóm chài. Mấy cái nhà cao tầng kia thì bên quận 2, hướng quận 2 nha, mấy nhà cao tầng đó là bên hướng quận 2. Còn dài bên đây thì bên đó là cái hướng mình chỉ nè, xi măng Hà Tiên của khu quận 9 á, nhiệt điện Thủ Đức đồ đó là khu bên đó đó. Tại cái nguyên cái khu Bình Quế mình thì là bao bọc với sông Sài Gòn nên đó. Còn cái khung cảnh đồng quê tuyệt vời, nói chung là sống ở đây rất là tuyệt vời. Gọi là mình cái chi phí mình cho cái bữa ăn hàng ngày rất là thấp, tại mình có thể sử dụng cây nhà lá vườn, vườn mình có thể trồng rau được nè, ở đây mình cũng có thể hái rau muống, ngó sen, kèo nèo, rồi cá đồ có sẵn, nói chung mình thích cá gì cũng có. Cá như mình cũng hay đi câu vịt để có cá lóc nè, lấy vịt con đó, mình câu mấy bằng rồng có cá lóc, mình đi chích điện hoặc là mình đi giăng lưới là có cá rồi. Nói chung ăn nói chung là khoảng 70% 80% đây vẫn còn thực phẩm sạch để sử dụng. Mình thích, mình thật sự rất thích cái khung cảnh đồng quê này. Mình rất thứ gọi là yêu yêu quê, yêu cái nơi mình sinh ra này. Thì mình hy vọng mình quay cái clip để mấy bạn thưởng thức, rồi mấy bạn cũng nếu có dịp thì xin mời mấy bạn đến mình chơi. Lúc nào cũng rộng mở, cửa luôn luôn rộng mở đón các bạn. Sống đây cũng như người mình đây cũng rất thân thiện. Nói chung mấy cái xóm làng trong đây là ai ai cũng biết nhau hết, y như dân dưới miền Tây thôi. Cũng gặp chào hỏi đi tới đâu người ta đều biết mình hết nên gọi là rất thân thiện, không khí trong lành, con người thân thiện, thực phẩm sạch, không có cái gọi nhiều cái thú vui mà về đồng quê á. Từ từ mình sẽ có rảnh thì mình sẽ quay clip lại cho mấy bạn xem tất cả các gọi là cái thời mình còn trẻ trâu đó, tới bây giờ có những cái thú vui nào như hái rau, chặt dừa nướng,
bắt cá nướng trui, câu cá, tát cá hay là chích điện bắt cá, đi bắt nhái, bắt ếch. Ngày xưa ở đây còn có cua biển nữa, bây giờ không còn nữa. Giờ nước ở đây ít lợ rồi. Hồi xưa lợ, nước lợ thì ra ngoài rạch nè, đầu rạch vẫn còn cắm hay mình đặt là đặt mấy cái lưới vẫn còn bắt được cua biển, giờ thì không còn nữa rồi. Rồi tới đây mình cũng hơi dài dòng rồi. Chào các bạn nha.